vui được chào đón quý vị, các cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với chuyên mục Tử Vi Ngày Mới trên kênh Phú Quý Tử Vi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp cho một ngày thứ năm tràn đầy may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Kênh Phú Quý Tử Vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh cũng như những thông điệp khoa học và ý nghĩa của cuộc sống. Hiện tại, nhiều video trên kênh đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý vị. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi Ngày Mới, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tử vi của 12 con giáp cho ngày 7 tháng 10 năm 2024. Để biết vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe và gia đạo của từng con giáp trong ngày mới, hãy đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin tổng quan cho ngày thứ hai, 7 tháng 10 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng 9 âm lịch, ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Thìn. Khung giờ hoàng đạo, Dần, 3 đến 5 giờ, Thìn, 7 đến 9 giờ, Tỵ, 9 đến 11 giờ, Thân, 15 đến 17 giờ, Dậu, 17 đến 19 giờ, Hợi, 21 đến 23 giờ. Tuổi xung với ngày, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Tuổi xung với tháng, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Việc nên làm trong ngày hôm nay, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, làm cửa dựng cửa, đào kênh, sông, hồ, tháo nước, khai mương, khơi sông, chặt cây phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm nông nghiệp, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc không nên làm, đi đường thủy. Hướng xuất hành tốt, đi theo hướng đông nam để đón tài thần và theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Quý vị vừa theo dõi tử vi tổng quan cho ngày 7 tháng 10 năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy chia sẻ để bạn bè và người thân cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2024 tuổi Tý nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kỹ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn. May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành để huề cùng bạn bè. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Tý hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không. Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 36, 81. Màu may mắn đen, trắng. Giờ tốt trong ngày 5 đến 7 giờ. Canh Tý 1960, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Tý 1972, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Tý 1984, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Tý 1996, hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Tý 2008, trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn,
hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Sửu trong hôm nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Sửu. Không những thế, thứ hai này tuổi Sửu còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 94, 74. Màu may mắn trắng, nâu. Giờ tốt trong ngày 13 đến 15 giờ. Tân Sửu 1961 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Sửu 1973 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Sửu 1985 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Sửu 1997 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Sửu 2009 ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Chiếu theo vận trình tử vi thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 cho thấy tuổi Dần sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức. Tuổi Dần sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm. Tuổi Dần cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng. May mắn là tuổi Dần tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân. Nhờ đó dù bị muộn phiền bủa vây nhưng ngay sau đó bản thân đã lấy lại được sự bình tĩnh, những nỗi lo lắng, bất an trong lòng cũng được giải tỏa ít nhiều khiến tuổi Dần cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 10, 50. Màu may mắn xanh rêu, xanh da trời. Giờ tốt trong ngày 17 đến 19 giờ. Nhâm Dần 1962 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Dần 1974 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có.
sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Dần 1986, hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Dần 1998, trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Dần 2010, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tuổi Mão hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2024 làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Mão rất nhiều đấy. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Thời tiết mùa hè nắng gắt như thế này thì trong túi không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 5 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 45, 27. Màu may mắn vàng, đen. Giờ tốt trong ngày 9 đến 11 giờ. Quý Mão 1963, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Mão 1975, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Mão 1987, ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Mão 1999, ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Mão 2011, ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Thìn rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại. Tài lộc thuận lợi,
các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Thìn không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững. Vận trình tình duyên của tuổi Thìn lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Thìn cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 70, 53. Màu may mắn vàng, nâu. Giờ tốt trong ngày 17 đến 19 giờ. Nhâm Thìn 1952, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Thìn 1964, trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Thìn 1976, hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Thìn 1988, trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định, bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Thìn 2000, các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Quý nhân phù trợ, Tị, Mùi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Thứ hai, trong công việc tuổi Tỵ không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Tỵ đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình. Trong tình yêu, tuổi Tỵ đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Tỵ làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 29, 46. Màu may mắn đỏ, hồng. Giờ tốt trong ngày 9 đến 11 giờ. Quý Tỵ 1953, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Tỵ 1965, trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Tỵ 1977, ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Tỵ 1989, ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời.
công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Tỵ 2001 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày vào thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 này cho thấy, tuổi Ngọ cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc. Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Ngọ nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối. Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Ngọ. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 86, 34. Màu may mắn trắng, đỏ. Giờ tốt trong ngày 5 đến 7 giờ. Giáp Ngọ 1954 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Ngọ 1966 hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính. Đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Ngọ 1978 trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Ngọ 1990 các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Ngọ 2002 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Quý nhân phù trợ, Dần, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp vào hôm nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 để thấy rằng tuổi Mùi rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên. Có những lúc tuổi Mùi đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu. Trái lại với những mảng tối trong tài vận, đường tình duyên của tuổi Mùi hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.
chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 93, 69. Màu may mắn nâu, trắng. Giờ tốt trong ngày 13 đến 15 giờ. Ất Mùi 1955 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Mùi 1967 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Mùi 1979 ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Mùi 1991 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Mùi 2003 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tỵ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2024, đường tài lộc của tuổi Thân tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn. Vì vậy tuổi Thân cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt. Thứ hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Thân, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành. Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Thân có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên con đường đã chọn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 5 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 25, 10. Màu may mắn vàng, trắng. Giờ tốt trong ngày 9 đến 11 giờ. Bình Thân 1956 hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Mậu Thân 1968 trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư giản. Canh Thân 1980 các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Thân 1992 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Thân 2004 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn.
tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 này, tuổi Dậu nên thận trọng bởi có điểm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra. Vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay. Đường tình duyên của tuổi Dậu hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn. Vận trình tài lộc của tuổi Dậu hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 30, 51. Màu may mắn trắng, vàng. Giờ tốt trong ngày 9 đến 11 giờ. Đinh Dậu 1957 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng. Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Kỷ Dậu 1969 ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Dậu 1981 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển át gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Dậu 1993 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Dậu 2005 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024 dễ dàng nhận thấy rằng tuổi Tuất có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Tuất đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Tuất sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định. Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của tuổi Tuất vào thứ hai này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Tuất đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.
chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 5 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 80, 61. Màu may mắn trắng, cam. Giờ tốt trong ngày 17 đến 19 giờ. Mậu Tuất 1958 trong hôm nay việc phát triển công danh sự nghiệp, kinh doanh buôn bán đều không được thuận. Đây không phải thời cơ tốt để thay đổi công việc mới hay đầu tư cho những dự định bởi kết quả cuối cùng thu được khả năng cao không đạt được kỳ vọng. Nếu muốn xuất tiền thì lưu ý tính toán suy tính kỹ, tốt nhất không nên xuất. Nhiều khoản chi tiêu lớn khiến cuộc sống không được dư dả. Canh Tuất 1970 các công việc tài chính, công danh sự nghiệp hay kinh doanh làm ăn ngày hôm nay đều khó đạt được những thành quả tốt đẹp như kỳ vọng. Thậm chí còn rơi vào tình trạng bế tắc, trở ngại khó lòng vượt qua. Tốt nhất bạn không nên đầu tư phát triển, duy trì hiện tại sẽ tốt hơn. Nhâm Tuất 1982 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Giáp Tuất 1994 trong ngày hôm nay mọi công việc của bạn cơ bản sẽ không được như mong muốn. Tài vận không tốt, tiền bạc có sự chi tiêu nhiều, cơ hội tích lũy gần như không có. Sự nghiệp công danh nhiều bất lợi nhiều hơn có lợi, kế hoạch khó đạt được. Đầu tư kinh doanh nên xem xét, tính toán kỹ lưỡng vì dễ thất bại, thua thiệt. Bính Tuất 2006 hôm nay công danh sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán, đầu tư tiền bạc, tài chính đều có những trở ngại khiến thành quả cuối cùng không được như mong muốn. Tiền bạc làm ra không đủ cho những chi tiêu cần thiết của cuộc sống, muốn tích lũy thời điểm này rất khó khăn. Quý nhân phù trợ, Thìn, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 7 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 năm 2024, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Hợi phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác. Hôm nay tuổi Hợi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điểm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt. Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, tuổi Hợi không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 46, 39. Màu may mắn đen, hồng. Giờ tốt trong ngày 7 đến 9 giờ. Kỷ Hợi 1959 ngày hôm nay mang ý nghĩa của những điều tốt đẹp và may mắn. Kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, đầu tư vào đâu cũng sinh lời. Công danh sự nghiệp triển vọng phát triển. Quý nhân luôn đồng hành giúp đỡ trong nhiều việc, cho nên thuận càng thuận, khó hóa thuận. Lộc về tiền bạc nhiều, chủ yếu được người khác đem tới. Tân Hợi 1971 ngày hôm nay chủ về công việc làm ăn kinh doanh có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đầu tư nhiều tiền bạc cho các công việc nhiều thuận lợi, tận dụng cơ hội phát triển ắt gặt hái nhiều thành công. Lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn phá hoại ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng. Tài vận tốt, tiền bạc dồi dào. Quý Hợi 1983 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Ất Hợi 1995 trong hôm nay các công việc đều gặp nhiều điều bất lợi, cản trở khiến kết quả cuối cùng khó đạt được mong ước. Đầu tư phát triển sự nghiệp hay chuyển đổi công việc đều không nên làm trong thời điểm này. Những hợp đồng quan trọng ký kết nên chọn thời điểm khác để thực hiện. Tiền bạc hao tán nhiều, chỉ tạm đủ cho những chi tiêu trong gia đình. Đinh Hợi 2007 ngày hôm nay làm việc gì cũng nên chờ đợi thời cơ. Bạn cần cẩn trọng, xem xét thời điểm thuận lợi mới nên tiến hành những công việc quan trọng.
Việc chờ đợi này đôi khi không đem đến kết quả như kỳ vọng, nhưng cũng hạn chế tối đa được những thất bại. Tiền bạc có làm được ra nhưng chỉ đủ chi tiêu các khoản cho gia đạo và các công việc cuộc sống gia đình. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi, trong ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ hai luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.